Thưa quý vị, khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều sản phẩm công nghiệp cũng ra đời. Tuy nhiên vẫn còn những sản phẩm chỉ có thể làm thủ công bằng tay, chẳng hạn như nghề làm chổi tàu câu tại xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu công việc thủ công này. Hiện nay trên địa bàn xã Long Tân, huyện Nhân Trạch còn khoảng chục hộ trồng câu, vừa để bán trái và bán tàu câu cho các hộ làm chổi. Là người làm chổi lâu năm nên trong sân nhà của bà Võ Thị Vân, 67 tuổi, tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, lúc nào cũng phủ đầy những cọng tàu câu khô. Còn bà thì làm không ngơi tay vì ngày nào cũng có khách đến mua, ít thì 1 đến 2 cây, còn nhiều thì vài chục cây. Cọng tàu câu nó như thế này, nó vừa trắng mà nó lại vừa chắc như vậy. Khi mà mình bó cây chổi vào thì quét nó bền, nó không có bị xúc, không có bị gãy. Là cái này là cái sợi dây để mình bó vô cây chổi. Nhưng mà phải đi chặt nó về rồi phơi cho nó có nắng nó mới trắng. Nếu mà mình phơi không được nắng thì nó sẽ đen, nó bị cứng, mình bó không được. Mà cũng muốn bảo đảm nó lâu dài thì mình cột sợi dây vô cái nụt này, mình đeo nó lên như vậy. Chứ mình đừng có để ngoài mưa. Mình để ngoài mưa, ngoài nắng là nó sẽ bị mục, nó sẽ mau hơn. Nhưng mà cái chổi mình xài kỹ có thể được là 3 tháng. Tuy trong vườn nhà đang trồng khoảng 60 cây câu, nhưng hầu như không đủ làm chổi, mà bà Vân phải thu mua tàu câu ở các xã lân cận. Mỗi cọng tàu câu mua vào có giá là 5.000 đồng, mỗi cây chổi thành phẩm cần khoảng 5 cọng tàu câu, giá bán ra là 50.000 đồng. Với hơn 30 năm trong nghề nên sản phẩm chổi tàu câu của bà rất được khách hàng ưa chuộng bởi độ chắc và độ bền của chổi. Trung bình mỗi tháng bà bán ra hơn 100 cây chổi. Tàu câu này là cô quét nó rất là chất lượng so với cái chổi tàu dừa kia, nên năm nào là cô cũng mua của cô này là 20 cây vậy đó. Cứ cây chổi của cô này bó hả là cô quét tới cùng là bỏ thôi, chứ nó không có xúc, không có đổ gì hết luôn á. Nó rất là chất lượng nên là cô rất thích chổi này. Để gìn giữ làng nghề làm chổi lâu năm của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Tân dự kiến vận động những hộ làm chổi thành lập tổ hợp tác, qua đó góp phần giữ lại nét độc đáo của một ngành nghề truyền thống trên địa bàn. Theo cái hướng định hướng tới này của Hội Phụ nữ xã thì mình mới làm cái nghề bán chổi tàu cao á, thì Hội Phụ nữ cũng có thành lập cái tổ sẽ ra mắt vào tuần sau đó, thì để duy trì cái tổ ngành nghề truyền thống của địa phương. Người dân của mình xài rất là nhiều chổi tàu cao, mà nghề từ xưa giờ là cái nghề này từ xưa giờ mấy chục năm lại, nên là cũng muốn để duy trì cho con cháu sau này để mình biết đến cái nghề bán chổi á, để mình duy trì cái nghề này lại, để nó mai một thì cũng rất là ổn. Tổ hợp tác nữ bó chổi tàu câu xã Long Tân dự kiến thành lập có 5 thành viên, đa số là những hội viên phụ nữ đã gắn bó hàng chục năm với nghề làm chổi. Để giúp nhân rộng làng nghề và đưa nghề làm chổi đến hội viên phụ nữ trẻ, Hội Liên phụ nữ xã Long Tân cũng thường xuyên tổ chức cho các chị em có nhu cầu học nghề đến tham quan học tập cách làm tại nhà các thành viên trong tổ.